Trong mộng là ký ức kiếp trước, ngoài mộng là cuộc sống hiện thực. Sống lại bắt đầu cuộc sống mới. Đi vào nhân sinh không giống nhau, phía trước vẫn xa vời như trước, nhưng lại dùng tâm huyết cùng mồ hôi đến từng bước một để thực hiện giấc mộng. Chương 1 Nhân sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Tiểu tử trẻ tuổi liền sẽ chơi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thứ công việc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Hành động không nên mơ mộng nữa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Xin ý làm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Kiếm tiền không có dễ dàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Có trả giá liền có thu hoạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Thời gian đang lặng lẽ chạy đi bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Người cũng nên có theo đuổi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Làm sinh ý ngươi lại nói muốn trở về đến trường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.